Thư gửi con gái của bố. Bố không biết hiện tại con đang ở đâu. Có thể con đang ở trong bụng của mẹ, hoặc có thể con đang ở trong con người của bố. Bây giờ bố chưa được gặp con. Tới khi bố con mình gặp nhau, có thể bố sẽ khắt khe với con. Nhưng có một điều này, đó chính là bố luôn nỗ lực mang đến cho con những điều tốt nhất. Bố sẽ ít nói những lời ngọt ngào, và nhất định bố sẽ gắt gỏng với con, để con có thể kiên cường vượt qua những thử thách mà tương lai con sẽ phải đối diện. Rồi tới một ngày con khôn lớn, con rời xa vòng tay của bố để đi theo tình yêu mà con mong đợi. Nghĩ tới đây, bố hơi nghẹn lòng, bởi vì bố chưa được gặp con mà đã phải nghĩ tới việc sẽ phải xa con như thế nào. Và khi con rời xa bố, rời xa gia đình mình, cũng là lúc con sẽ phải đối diện với muôn vàn khó khăn trong cuộc sống và hôn nhân. Liệu con có gặp những vấn đề như những người mà bố đang giúp đỡ? Hầu hết họ là những người phụ nữ đã lập gia đình và có rất nhiều vấn đề mà họ chia sẻ với bố. Họ phải xa gia đình, xa quê hương để đi lấy chồng, gánh trên vai trách nhiệm chồng con và nộ ngoại. Rồi họ không được tự lập như trước nữa. Nghĩ tới đây, mặc dù không phải là hoàn cảnh của mình, nhưng bố không kìm được nước mắt, vì bố nghĩ đến tương lai của chính con gái ruột của mình. Thời gian trôi qua thì cũng thật nhanh, mới đây mà đã 2 giờ sáng rồi, và bố thì vẫn đang ngồi viết bức thư này cho con. Ông bà ta từng bảo con gái là nhớ đức cha, con trai thì nhớ đức mẹ. Việc bố đang làm vô hình có thể giúp được con trong tương lai. Và khi bố đã giúp được cho những người phụ nữ có thể tự lập về tài chính, thì bố tin rằng con của mình cũng có thể tự lập. Và con đừng mong chờ một ai đó sẽ giúp con, mà hãy làm bằng chính thực lực của con. Cơ hội có đến thì con hãy dùng bàn tay của mình mà nắm bắt. Hãy theo đuổi giấc mơ của con, lý tưởng của con, và hãy trở thành một người mà con mong muốn nhất và sống cuộc đời của chính con. Và bố tin con sẽ làm được điều ý nghĩa đó. Con gái của bố, con là món quà giá trị nhất mà bố có. Bố tin vào con gái của mình sẽ trở thành một người bản lĩnh, độc lập và tự chủ. Hãy tạo ra đồng tiền bằng chính đôi tay của mình và có được người đàn ông mà con mong muốn. Con hãy giữ niềm kiêu hãnh của người phụ nữ Việt Nam, tuyệt đối không ủy lị và van nài ai cả. Tốt xấu gì thì cũng có thể đến, nhưng rồi sẽ qua nhanh. Chỉ có sự kiêu hãnh và tâm hồn của con là sẽ ở lại. Vì vậy con phải giữ cho nó thật kỹ. Bây giờ trong thời gian bố chờ được gặp con, bố sẽ dành hết tâm huyết cuộc đời mình để giúp cho những người phụ nữ hoàn thành mong muốn của họ. Hẹn một ngày gặp con gái của bố, bố sẽ chờ nghe tiếng khóc đầu tiên của con, bố của con, Lê Chí Linh.